Các bạn ạ, à, Thu Thu sau khi tỉnh giấc ngủ dậy thì rồi cục mẹ luôn rồi, lại ngủ tiếp. Lại ngủ tiếp. Bắt cả hai tay này. Đó. Cô tỉnh tay ba, Thu không biết phải làm sao. Rồi. Ơ em ơi, thay quần áo đi. Đấy, mỗi người một nơi. Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chi giờ đây đường ai nấy về. Chiếc nhân này sẽ đông đấy. Hacker hạ vi mà. Em ạ, trong cái lúc em ngủ không biết là chuyện gì đã xảy ra với thanh xuân của em rồi. Ơi. Tính sau.